Phát ngôn mới của Trấn Thành về anti-fan tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong livestream trò chuyện với người hâm mộ, Trấn Thành thể hiện thái độ với những lời khịa của cộng đồng mạng. Đạo diễn Nhà Bà Nữ cho biết anh có đọc được những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân, có buồn nhưng không mấy để tâm. Nói không buồn thì không đúng, còn nói buồn vì các bạn thì tôi không nghĩ thế, tôi đọc lướt qua rồi thôi. Tôi dành thời gian làm việc riêng, ở mãi trong bình luận tiêu cực chắc không làm được gì. Các bạn nói nặng nhẹ đâu khiến người ta tệ đi được, nam diễn viên nói trong livestream. Trấn Thành đồng thời yêu cầu cộng đồng mạng có thể lướt qua nếu không thích, không quan tâm để khỏi nhọc lòng. Hãy sống dễ thương một chút, không hợp ý có thể lướt qua, còn lại vui và ủng hộ nhau. Trong cuộc sống, ai có năng lượng vui vẻ thì chuyện hay tự đến. Sống tiêu cực, hằn học không ai dám đến gần mình, anh nói thêm. Diễn viên Đất Rừng Phương Nam cho rằng con người không thể điều khiển người khác theo ý mình. Nam diễn viên chọn cách nói ra không phải để cà khịa lại những người thích nói về mình. Tôi không có dự định thuyết phục anti-fan dừng cà khịa mình. Tôi chỉ nói thay vì tấn công và làm người khác buồn thì dành thời gian cho gia đình, kiếm tiền nhiều hơn chút để lo cho cha mẹ, khiến cha mẹ vui hay có thể đi hoàn thiện bản thân mình, anh nói. Chia sẻ của Trấn Thành lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội. Lại nói đạo lý, cứ thích tỏ vẻ, không buồn sao lại lên tiếng vậy anh? Lời nói của Trấn Thành không rực rỡ chút nào. Là một số ý kiến của cộng đồng mạng, người ủng hộ Trấn Thành lại cho rằng nam diễn viên nói đúng, không thích có thể lướt qua, không quan tâm hay tranh luận để nặng lòng. Trấn Thành gần đây gây chú ý với các phát ngôn liên quan đến chuyện đời nghệ sĩ khó nuốt, nếm trải hào quang rực rỡ. Tại sự kiện có mặt Ngô Thanh Vân, anh tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng nghề diễn xuất chua chát, Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất ra hồn. Sau Nhà Bà Nữ, nam diễn viên trở lại với vai diễn Bác Ba Phi trong Đất Rừng Phương Nam. Hiện tạo hình, diễn xuất của nam MC tiếp tục nhận những đánh giá trái chiều. Ngoài ra, chia sẻ về tạo hình Võ Tòng của Mai Tài Phến cũng tạo ý kiến tranh luận. Võ Tòng của Đất Phương Nam của đạo diễn Vinh Sơn là Manly, trai sần, sỏi đá. Võ Tòng năm 2023 là Võ Tòng sexy, có hình ảnh quyến rũ và hấp dẫn, nam tính.